Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các nhà, hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Như vậy việc mình đã kết thúc như vậy. Mình sẽ đi vào chi tiết thêm một bạn. Alo, ai đây? Vâng. Nằm trên số gọi anh ơi. Ai gọi đấy? Đặt gì à? Lâu mai đã 5:30 6 giờ thấy rồi vậy. Bây giờ lấy được không anh ơi? Vĩ hạn gì thì mạnh đây. Mình lên lấy hàng nhiều ấy. Không phải, vẫn là nó, nhưng mà nó đang trên sân khọ, nó đã ở trên chỗ cái gì tiên dược ấy, để so tí nó ra văn hóa lấy. Văn hóa tiên dược ấy, ở chỗ này hả? Tiên dược liền. Sao nó phải đây? Thì nó phải đây chứ không phải ngẫn này, mình ra tận đấy làm gì? Hết mẹ số điện thoại gọi lại rồi.
Các bạn ơi, như vậy là mình tô màu xong rồi nha.